Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành, quận huyện nhằm tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái mới. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, trong 2 ngày qua, cơ bản tình hình phòng chống dịch trên địa bàn thành phố đảm bảo yêu cầu, 26 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, bên trong thành phố tương đối sạch. Tuy nhiên, tình hình dịch ở các địa phương khác lại phức tạp, nên thành phố Đà Nẵng chủ quan thì rất nguy hiểm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh phải siết chặt các chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố. Cụ thể, phải phân rõ trách nhiệm, đề xuất mỗi quận cam kết với thành phố, phường cam kết với quận, các tổ dân phố cam kết với phường. Nếu trên địa bàn xảy ra trường hợp mắc COVID-19 do người ngoài từ vùng dịch, thì quận, phường, tổ dân phố đó phải chịu trách nhiệm. Theo đó, các sở ngành quận huyện thống nhất ủng hộ ý kiến đề xuất của lãnh đạo thành phố. Về tình hình phòng chống dịch tại địa phương thì các quận huyện báo cáo đều đảm bảo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cho biết, với một số hoạt động nới lỏng thì Sở Du lịch, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phối hợp cùng các quận huyện đã thực hiện tương đối tốt, 90% người dân chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch tại bãi biển. Tuy nhiên, tại các địa phương thì lại xuất hiện nhiều tình trạng quán nhậu phục vụ hơn 50% công suất và phục vụ quá 21 giờ hàng ngày. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các ngành địa phương đã triển khai có hiệu quả chủ trương của thành phố và đại bộ phận nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Việc xét nghiệm cho cán bộ giáo viên coi thi kỳ thi trung học phổ thông đảm bảo, tuy nhiên vẫn có một số nơi chưa làm tốt như nêu trên, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các quận huyện cần mạnh tay xử lý để răn đe những trường hợp vi phạm. Còn đối với các chốt kiểm dịch cửa ngõ thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị. Thứ nhất là chúng ta phải riết từ vòng ngoài. Đó là các chốt của chúng ta đã làm tốt, bây giờ phải càng tốt hơn nữa. Và mọi hướng dẫn thì rất cụ thể, đặc biệt là những lái xe đường dài từ thành phố Hồ Chí Minh và từ Hà Nội Bắc Giang vào. Đề nghị các chốt chúng ta là phải kiểm tra chặt chẽ các đối tượng này. Và như chị Yến nói, là những đối tượng này nếu đi từ vùng dịch về, nếu không có cái xét nghiệm âm tính theo quy định thì cho quay đầu xe. Còn nếu mà đi luôn, đi thẳng luôn, không qua địa phương của chúng ta, thì chúng ta phải có cái xử lý đối với những trường hợp này. Như thế nào thì từng cái trường hợp cụ thể chúng ta phải xử lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các quận huyện thống nhất quyết tâm cam kết với thành phố trong vấn đề chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các trường hợp đi từ vùng dịch về địa bàn, và nếu có trường hợp mắc COVID-19 thì địa phương phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Yêu cầu các quận huyện triển khai và quán triệt tinh thần đến các phường đến tổ dân phố để siết chặt vấn đề này, đề nghị điều chỉnh văn bản phù hợp để người dân không lợi dụng luồng lách để vi phạm. Các dịch vụ không thiết yếu như là karaoke, vũ trường tạm thời chưa mở lại.